Thưa quý vị, sáng qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 phục hồi và phát triển bền vững. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang và các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước, Đặng Thị Bảo Trinh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 2 năm qua, để ứng phó với dịch bệnh hỗ trợ cho kinh tế và xã hội, Việt Nam đã sử dụng khá đồng bộ các chính sách tài khoá, tiền tệ cũng như các chính sách vĩ mô khác. Tổng quy mô các gói hỗ trợ về tài khoá tiền tệ của Việt Nam theo tính toán của các chuyên gia trong 2 năm 2020 và 2021 ước độ khoảng 4%, thấp hơn mức bình quân của các nước trên thế giới. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 lần này là cơ hội để Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các đối tác phát triển của Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, nhân dân, cử tri, cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Những chính sách cụ thể về huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực thuộc chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ với quy mô, liều lượng hợp lý nhất, cũng như sự phối hợp giữa các chính sách này để duy trì tăng cường các động lực tăng trưởng, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đáp ứng mục tiêu dài hạn của phát triển bền vững, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thế giới, sự xuất hiện biến chủng mới, các phân tích đánh giá xu hướng dịch bệnh của thế giới và những tác động đến kinh tế vĩ mô, động lực tăng trưởng của Việt Nam. Những kinh nghiệm quốc tế cũng được thảo luận về phòng chống dịch, kiến nghị đề xuất cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các gợi ý, chính sách. Ngoài ra, diễn đàn cũng trao đổi, giải đáp câu hỏi huy động nguồn lực từ đâu khi mà thị trường huy động vốn trung và dài hạn còn hạn chế, việc phân bổ sử dụng nguồn lực thế nào, giải đáp câu hỏi năng lực hấp thụ của nền kinh tế khi mà chúng ta còn điểm nghẽn, vướng mắc như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Phòng chống thiên tai, từ đầu tháng 9 đến nay, khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng liên tiếp 6 đợt mưa lớn trên diện rộng, khiến 107 người chết và mất tích, 95 người bị thương, 302 nhà sập đổ hoàn toàn, gần 9.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 400 km đường giao thông bị sạt lở, gần 150.000 hecta lúa bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính hơn 4.800 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Phòng chống thiên tai đề nghị hỗ trợ 7.000 tấn gạo cho 3 tỉnh, Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi, hỗ trợ trên 20 tỷ đồng khôi phục sản xuất, đề xuất hỗ trợ trên 3.000 tỷ đồng để di dời khẩn cấp trên 100.000 hộ dân ra khỏi khu vực thường xuyên ngập lụt sạt lở đất. Tại Quảng Nam, tính tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã diễn ra 8 đợt mưa lớn, làm 3 người chết, bị thương 14 người, có 239 nhà bị thiệt hại. Ngoài ra, còn có 27 điện trường, hơn 3.000 hecta lúa, hơn 1.500 hecta hoa màu bị thiệt hại, hơn 2.800 hecta đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, bồi lấp, cùng nhiều công trình giao thông, đê kè miền núi và bờ biển bị sạt lở, với giá trị thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng. Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh 1,6 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về người, nhà ở và 5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Đồng thời đề xuất hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để xây dựng các công trình kè chống sạt lở, đường giao thông, hạ tầng tái định cư tại một số khu vực cấp thiết để phòng chống thiên tai, xử lý khẩn cấp bờ biển cửa đại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1677 CDTTR ngày 4 tháng 12 năm 2021 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Nội dung công điện như sau. Sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Một số nước đã xuất hiện biến chủng mới Omicron. Để tiếp tục vừa kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không gây ách tắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối ngày 4 tháng 12 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 Cúp Petro Việt Nam PVC FC năm 2021 đã khép lại với hai trận chung kết ở nội dung đơn nam, đơn nữ và lễ trao giải. Đến dự khán và trao cúp cho các vận động viên có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân. Trận chung kết nội dung đơn nữ là cuộc so tài giữa hai tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Kiều My, Đoàn Công An và Trần Mai Ngọc của câu lạc bộ Hà Nội T&T. Đây là trận đấu mà Mai Ngọc cho thấy sự vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 với tỷ số các set lần lượt là 11-8, 11-5, 11-4 và 11-9 để đăng quang. Trong trận chung kết nội dung đơn nam, đương kim vô địch Nguyễn Đức Tuân dễ dàng đánh bại đối thủ Đoàn Bá Tuấn Anh để bảo vệ thành công trước vô địch. Ở các nội dung diễn ra trước đó, danh hiệu vô địch cũng đã được xác định. Cụ thể ở nội dung đồng đội nam, đôi Long Hải Hải Dương giành huy chương vàng. Ở nội dung đồng đội nữ, huy chương vàng được trao cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Lê Đình Đức và Đinh Anh Hoàng của câu lạc bộ Hà Nội T&T xuất sắc giành huy chương vàng. Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi của Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư giành huy chương vàng. Ở nội dung đôi nam nữ, huy chương vàng được trao cho Nguyễn Đức Tuân và Bùi Ngọc Lan của đội Long Hải Hải Dương. Theo đánh giá của ban tổ chức, dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay cơ bản được đảm bảo. Đã xuất hiện nhiều vận động viên trẻ tiềm năng, hứa hẹn sẽ đủ sức thay thế những bậc đàn anh trong tương lai. Ngay sau giải đấu, ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc nhất tiếp tục bồi dưỡng để chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau. Về phía chủ nhà Quảng Nam, việc tổ chức thành công giải đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp là sự nỗ lực rất lớn, cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm cỡ quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 3553 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố phía Đông, gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ với tổng diện tích hơn 2.700 km2. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh là lấy sự bền vững, sức khỏe và khả năng phục hồi thích ứng của hệ sinh thái làm chân đế phát triển văn hóa xã hội và các mục tiêu kinh tế. Mục tiêu phát triển vùng là xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái văn hóa đa dạng, kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ. Công tác lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh Quảng Nam làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn, định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm không gian xây dựng đô thị nông thôn, không gian công nghiệp tập trung tiểu thủ công nghiệp, không gian du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, không gian cảnh quan. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người, đến năm 2045 khoảng 1,858 triệu người. Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tuân thủ theo các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định khác có liên quan. Huyện ủy Núi Thành vừa tổ chức tổng kết trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Núi Thành giai đoạn 1975-2020. Cuộc thi triển khai từ ngày 24 tháng 3 năm 2021 có 2.349 bài dự thi của các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, đảng bộ các xã thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi. Trong đó, khối xã thị trấn có 1.481 bài, khối cơ quan có 54 bài, khối trường trung học phổ thông có 172 bài. Tại buổi lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho đảng bộ thị trấn Núi Thành, giải nhì cho đảng bộ quân sự huyện, giải ba thuộc về đảng bộ xã Tam Anh Nam, giải nhất cá nhân cho thí sinh Hoàng Thị Minh Lý,
giải nhì cho thí sinh Nguyễn Hữu Thiện, Đảng bộ thị trấn Núi Thành và Đoàn Viết Thuận, Đảng bộ quân sự huyện. Giải ba cho thí sinh Nguyễn Hoài Toàn, Đảng bộ xã Tam Anh Nam, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đảng bộ xã Tam Hòa và Phạm Thị Hà, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các chi đảng bộ và các thí sinh đạt giải của cuộc thi. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam vừa tổ chức trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại huyện Bắc Trà My. Thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 10 chiếc xe đạp với tổng trị giá 18,5 triệu đồng đã được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao tặng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại xã Trà Sơn và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Hành trình cuộc sống tại Quảng Nam. Theo đó, chương trình năm nay, AIA Việt Nam sẽ trao tặng 550 chiếc xe đạp và 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, mỗi hợp đồng mệnh giá 20 triệu đồng, cho 555 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Quảng Nam, với tổng giá trị 1 tỷ 60 triệu đồng. Tất cả xe đạp trao tặng của chương trình được tập thể tư vấn viên, cấp quản lý, nhân viên, ban lãnh đạo AIA Quảng Nam chung tay đóng góp. Đây là năm thứ 8 liên tiếp hành trình cuộc sống đến với trẻ em khó khăn tỉnh Quảng Nam. Tính đến nay, hơn 1.405 chiếc xe đạp và 30 hợp đồng bảo hiểm miễn phí đã được AIA gửi tặng tới trẻ em khó khăn của tỉnh Quảng Nam thông qua các sự kiện. Thưa quý vị, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại vùng cao Đông Giang đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều hội viên vươn lên làm giàu trên chính quê hương. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình trồng cam Vinh của nông dân Phan Xuân Thắng, thôn Ban Mai, xã Ba là một điển hình như vậy. Đến nay, gia đình ông đã trồng được khoảng 500 gốc cam trên diện tích 1 hectare, 100 gốc cam sành và quýt ngọt. Bên cạnh đó, ông trồng thêm cây thanh long ruột đỏ và nuôi gà thả vườn. Mỗi năm ước tính mang lại nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, ông thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật để bà con áp dụng sản xuất cây cam sạch tại địa phương. Với giá cả như năm ngoái thì cũng cỡ là được cỡ 220, 230 hoặc 250 trở lại chứ không có hơn. Nếu mà thời tiết mà thuận lợi và đồng thời cũng như kinh tế thị trường mà nó bình thường á thì có thể là 10 tấn, hơn 10 tấn thì chắc là phải gần được 300. Qua nguồn vốn vay ủy thác của Hội Nông dân huyện, ông Phạm Quốc Phòng ở thôn Ba Nan, xã Tư, huyện miền núi Đông Giang mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để trồng chè dây ra giá. Đến nay, gia đình ông không những thoát nghèo mà trở thành một hộ có kinh tế khá giàu tại địa phương. Được cái keo, đấy, mình thu nhập cũng bán được hơn 300 triệu, đấy, trả ngân hàng luôn. Thế là tôi coi như là hoàn trả vốn luôn. Thì mình vẫn còn vốn để mình phát triển. Thì nói chung phát triển về chè dây hoa hồng này cỡ vài trăm thì thong thả rồi. Thì nói chung là mình cũng không phải trả lãi cho ai nữa. Đấy, nên là với có cái điều kiện để mình hỗ trợ cho ba hộ nghèo. Hội Nông dân huyện là tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung sản xuất, đặc biệt là sử dụng các nguồn vốn vay, trong đó nguồn thứ nhất đó là nguồn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cái thứ hai là nguồn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cái thứ ba là Quỹ hỗ trợ nông dân. Có thể nói trong những năm qua là việc triển khai cho bà con vay vốn rất là hiệu quả. Hội đã trực tiếp xuống hướng dẫn vận động bà con sử dụng vốn làm thế nào để cho hiệu quả vấn đề kinh tế và bảo tồn được vốn của nhà nước. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội phát động rộng khắp, đã có gần 3.000 hội viên đăng ký thi đua hàng năm. Qua phong trào, nhiều nông dân của địa phương đã thành công khi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần đưa diện mạo nông thôn vùng cao Đông Giang ngày thêm khởi sắc. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.